Trong văn hóa dân gian của một số vùng ở Đức và Áo, Krampus là người bạn đáng sợ của ông già Noel, một sinh vật quỷ dữ chuyên trừng phạt những đứa trẻ nghịch ngợm trong suốt thời gian lễ hội. Con thú thần thoại có lông, có móng guốc và sừng lớn được tôn vinh vào ngày 5 tháng 12 hàng năm tại nhiều thành phố trên khắp nước Đức và Áo trong một lễ hội mang tên Krampusnacht. Lễ hội này thường được đánh dấu bằng một cuộc diễu hành, trong đó hàng trăm người hóa trang thành Krampus và đuổi theo nhau qua những con phố. Ở Bồ Đào Nha, Giáng sinh cũng là thời gian để tưởng nhớ người thân đã khuất, khi các gia đình bày thêm chỗ trên bàn ăn vào đêm Giáng sinh hoặc đôi khi vào buổi sáng Giáng sinh. Tục lệ này được gọi là con soda và được cho là mang lại may mắn cho gia đình với bữa ăn bao gồm cá tuyết muối, khoai tây và một số món tráng miệng của địa phương. Theo truyền thống, bữa ăn này diễn ra sau một ngày ăn chay. Ở Na Uy, theo quan niệm dân gian, người ta cho rằng đêm Giáng sinh trùng với thời điểm các linh hồn ma quỷ và phù thủy xuất hiện. Để tự bảo vệ mình, các gia đình giấu tất cả chổi và rẻ lau nhà trước khi đi ngủ. Greenland, lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có các món ăn khá lạ cho dịp Giáng sinh. Đó là mắt tắc, da cá voi sống có mỡ hay kivia, một loài chim nhỏ được bọc trong da hải cẩu được chôn trong vài tháng và ăn khi đã phân hủy. Là biểu tượng Giáng sinh truyền thống của người Scandinavi, Jejul được cho là linh hồn sẽ xuất hiện trước mùa lễ hội để đảm bảo rằng các hoạt động của lễ hội được diễn ra đúng cách. Ngày nay, những con dê nhỏ làm từ rơm là vật trang trí cây phổ biến trên khắp Scandinavia.